Quan tốt được phong văn xương đế quân. Vào thời nhà Tấn ở Trung Quốc có một vị đại quan tên là Trương Á, người tỉnh Chiết Giang. Nhân vì vào thời ngày xưa giáo dục chưa được phổ cập, cho nên ông ta nghĩ rằng công việc dạy người học chữ, khuyên người hành thiện là công việc có ý nghĩa nhất. Vì thế bèn xin từ quan, trước hết ông về tứ xuyên dạy người biết chữ, đọc sách để công việc được thực hiện rộng rãi khắp nơi. Ngoài việc hàng ngày khuyên người làm thiện, ông còn viết rất nhiều sách, chỉ bày phương cách hành thiện, lưu truyền hậu thế. Sau khi ông qua đời, rất nhiều học trò đã thọ ân dạy bảo của ông, bèn đóng góp công của, kiến tạo tòa miếu, để ghi nhớ công ơn của ông. Về sau, khi tông hoàng đế của nhà đường, trong khi chạy nạn đến Tứ Xuyên, thì gặp nguy hiểm, nghe nói đã được trương á. Hiền linh phò giúp hoàng đế bình yên vô sự. Nhân đó, sau khi trở về triều, khi tông hoàng đế sắc phong Trương Á là tấn vương, văn xương quân. Từ đó về sau, mọi người đều gọi Trương Á là văn xương đế quân. Trương Á dạy người biết chữ đọc sách, hiểu được phương cách làm người, công đức rất lớn. Trời cao cảm đến tấm lòng của người thi hành việc thiện nhân đó mà được mọi người tôn thờ danh lưu vạn thế như thế có thể biết được trời cao nào có tiếc lẫn một ai chỉ cần vun bồi cội đức sẽ có hậu báo mong mọi người hãy cố gắng tu tạo phước thiện cho cuộc đời tươi đẹp hơn